là Nguyễn Thị Trọng, là trưởng nhóm cải tiến năng suất của công ty cổ phần may Sơn Hà. Công ty cổ phần may Sơn Hà có trụ sở 208 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam. Công ty chúng tôi được thành lập từ năm 1969 với bề dày kinh nghiệm sản xuất áo khoác và áo thể thao. Công ty chúng tôi có đủ năng lực để sản xuất hàng dệt thoi và dệt kim. Chúng tôi sử dụng CSD Code từ tháng 9 năm 2022 để nâng tầm thương hiệu của Sơn Hà và cung cấp các cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời chúng tôi cũng mở rộng thêm các khách hàng mới. CSD Code đã giúp cho chúng tôi cải thiện FMV rõ rệt bằng tối ưu các cái phương pháp sản xuất, từ đó giảm thiểu các cái chi phí, tăng hiệu suất cho nhà máy. CSD Code đã cung cấp cho chúng tôi cái nhìn trực quan về năng lực sản xuất của nhà máy, từ đó giúp cho chúng tôi tính năng suất chính xác và các cái kế hoạch của chúng tôi được thực hiện sát với cái thời gian thực tế. Giải pháp này cũng giúp cho chúng tôi phân tích các cái thao tác chuyển động của người công nhân, để từ đó chúng tôi loại bỏ các cái thao tác dư thừa, tăng cái năng suất lao động. CD sẽ cung cấp cho chúng tôi cái dữ liệu hình ảnh, thư viện hình ảnh để chúng tôi có thể cải tiến các cái phương pháp sản xuất của mình. GSD Code đã giúp chúng tôi cạnh tranh hơn nhờ cung cấp các cái FMV chính xác, từ đó cho chúng tôi báo giá chính xác với khách hàng. GSD Code cũng đã giúp cho chúng tôi nâng cao chất lượng của nhân viên bằng cách loại bỏ các cái nhu cầu làm thêm giờ nhờ cái thời gian thực tế, và từ đó hiệu suất của chúng tôi tăng được 10%. Với các cái dữ liệu chính xác hơn, chúng tôi cũng xác định được công suất chưa sử dụng của nhà máy, từ đó chúng tôi có kế hoạch bổ sung các cái đơn hàng mới. Chúng tôi chắc chắn sẽ khuyên dùng Code Digital và GSD Code vì nó cho phép chúng tôi cộng tác chặt chẽ với các thương hiệu. Code Digital cũng cung cấp cách tiếp cận chuyên nghiệp, minh bạch trong việc tính giá thành hàng may mặc. Dữ liệu mà GSD cung cấp cho phép chúng tôi chứng minh chi phí một cách thuyết phục cho người mua vì chúng tôi có dữ liệu khoa học để hỗ trợ. Đội ngũ GSD Code đã rất nhiệt tình và chuyên nghiệp, kỹ lưỡng. Họ đã giúp chúng tôi triển khai một cách nhanh chóng và cũng hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều. Điều này mang lại lợi ích to lớn trong hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi dự định tiếp tục hành trình chuyển đổi kỹ thuật số bằng cách đầu tư vào tự động hóa và các công cụ sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm thiểu các chi phí và tăng lợi thế cạnh tranh cho nhà máy chúng tôi. Chúng tôi mong muốn công ty tiếp tục phát triển, mở rộng và thương hiệu của Sơn Hà trên toàn cầu, cho nên chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các cái giải pháp công nghệ mới để nâng cao cái vị thế của Sơn Hà trong ngành may mặc.